Con này thì biển số 6841 triệu Audo đi 6.000 coi nha mọi người. Đó, 28 lốc vàng. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu về ad cho mọi người nha. Những con ad mới về, siêu đẹp cho siêu cọp cho anh chị và các bạn ha. Đó. Thì các bạn nào mua thì mình liên hệ đến cái địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương, số điện thoại là 0964711525. Rồi, cái này là MS King cho anh chị và các bạn nha. Mình giới thiệu MS King á. Con này là MS King đời 2019, mẫu mới nè mọi người. Màu đỏ nhám. Rất ít khi gặp con này có hàng. Con này Audo có 2.000 coi thôi mọi người. Quá phê. Biển số 60 37 triệu 300. Cho em mở kinh này. Rồi, mình chuyển qua ad nha mọi người. Ad thì một cặp ad bình minh mới về. Con này thì 220 luôn. Biển số 66 này. Audo đi 2.000 coi luôn là 36.500.000. Người xem nè, biển số 66, đi 1.826 coi thôi mọi người, giá là 36.500.000. Những con này quá đẹp đi. Rồi, tiếp tục là con thứ hai, màu cũng tương tự nha mọi người, cũng là biển số, con này biển số 60 F3 37071, biển số đẹp này. Rồi mọi người nhìn này, màu này ít khi có lắm mọi người. Con này thì biển số 60 2019 Audo đi 5.000 coi là 34.800.000. 34.800.000 cho em này. Rồi, tiếp tục là màu trắng đỏ đen, biển số 78 33.600.000, Audo đi 6.000 coi nha mọi người. Một con nữa phiên bản đặc biệt cho anh chị và các bạn nha. Con này 33.900.000, Audo đi 9.000 coi. Đó. Màu xanh nữa này mọi người. Một con màu xanh lá coi. Con này biển số 60, Audo đi 6.000 coi thôi. Giá là 34.000.000. Con bên này thì F150 màu xanh GB, Audo đi 6.000 coi, biển số 68, 5.000 coi. 5.000 coi, Audo đi 5.000 coi cho mọi người, 34.500.000 thôi. Thì dòng này mình trả góp cứ 30 triệu là mình trả góp tầm 12 triệu là mình mua được à. Con bên này thì cũng màu xanh GB, biển số 68, 219 luôn, Audo đi 8.000 coi thôi, 34.700.000. Còn con này rẻ nè mọi người, con này đời 2016, biển số 61 là đi 15.000 coi, 26.900.000 này. 26.900.000 mình có một con xanh GB. Ngoài ra thì màu cam đen cũng còn nè mọi người, mới về luôn, biển số 83, Audo đi 7.000 coi, 33.600.000 nha mọi người. Biển số 83 nè, 73820. Rồi, một con nữa là màu MS King này, màu đen này mọi người, mẫu cũ này. Mẫu này trước kia là rất là mắc tiền luôn. Đợt này thì nó còn lại 32.800.000 thôi, biển số 66, Audo đi 12.000 coi. Rồi, tiếp theo là mình giới thiệu về dòng Sonic cho mọi người luôn nha. Sonic màu trắng đỏ, biển số 60, 220, Audo đi 4.000 coi là 46.500.000. Con bên này là biển số 60 luôn, 43.900.000. Con bên này thì biển số 84, 219 là 44.900.000, Audo đi 5.000 coi nha mọi người. À. Ngoài ra thì con này biển số 67 đời 2019, Audo đi 3.000 coi là 47.900.000 nha. Những cái dòng mà cứ tầm 40 mới thì mình trả tầm 15 triệu là mình mua được cho mọi người. Ở đây thì cứ trả góp mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe, hoặc chứng minh nhân dân với lại hộ khẩu nha. Con này thì Sonic biển số 61 E1 7.000 coi, 40.800.000. Con bên này tiếp tục là một con Sonic biển 66,
đăng ký tháng 12, tháng 11, 2018. 44 triệu 9 nè mọi người. Đi mâm màu đỏ nhá. Rồi, một con Sonic nữa, biển số 65, cuối 2018 là 45 triệu 800 luôn nè mọi người. Sonic thì còn cũng khá nhiều cho anh chị và các bạn luôn. Con bên này là Sonic 61G, 45 triệu 9 nè. Con bên này cũng là biển số 68-2019 là 45 triệu 3. Để máy cho anh em nghi phá. Đó, khay nổ nha mọi người. Đó, 45 triệu 300. Rồi, về Rider Sanker đi. Sanker thì đợt này nó có 2 con thôi mọi người. Biển số 66-2018 là 23 triệu 900. Con bên này thì biển số 62-2014 là cũng 23 triệu 600, Audo đi 17.000 coi. Đó, thì mình vừa lướt qua Ed, rồi Sonic, rồi Rider Sanker. Thì bây giờ mình sẽ quay về Sanker cho mọi người nha. Sanker thì còn khá nhiều. Con đầu tiên mình muốn giới thiệu con Sanker màu đen nhám, biển số 66. Con này thì đời 2019 nha mọi người, 39 triệu 900. Con này yếu bình mọi người, 39 triệu 900. Tiếp tục là con Sanker biển số 36, 58794. Con này đi 3.049 thôi. Giá con này là 41 triệu 900. 41 triệu 900. Rồi tiếp tục là một Sanker 2018 biển số 68 nha, 32590. Đó, Sanker. Con này thì biển số 68 41 triệu, Audo đi 6.000 coi nha mọi người. Đó, 28 lốc vàng. Rồi tiếp tục là một con Sanker nữa nè, đỏ đen 2018 biển số 67 á, Audo đi 6.000 coi là 40 triệu 900. Con bên này là Sanker. Biển số màu đen nhám 2018 luôn, 37 triệu 800. Con bên này nè mọi người. Sanker tháng 12 2019 luôn nè. Đó mọi người xem đi. 39 triệu 900 nha mọi người. Đó. Một con Sanker màu đen nhám nữa nè, biển số 607-6125. Sanker thì khá nhiều ở tại đây. Con này thì Audo đi 8.000 coi, 2018 là 38 triệu 800. Rồi Sanker màu vàng đen, biển số 83-219 là 39 triệu 900. 39 triệu 900, biển số 83-873-23. Đó. Rồi em Sanker nữa nè mọi người, màu đen nhám. Đen nhám thì khá nhiều, ở tại đây thì nhiều. 2019 biển số 60 là 40 triệu 800 luôn nè. 40 triệu 800 em Sanker này. 705 05545. Con này là Rider nè mọi người, Rider màu đỏ đen á. Con này thì biển số 66 34 triệu 800 nè, 34 triệu 800. Rồi cặp Rider bên này là biển số 60-2019 2.000 coi là 40 triệu 8 này. Con bên này là 29 luôn, Audo đi 9.000 coi là 38 triệu 8. Như vậy là mình vừa trong video này mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn là về Rider, Sanker, Sonic, rồi S150. Tại đây thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua địa chỉ là 287 Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 0964711525. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.